Ok, xin chào các bạn. Anh nghe cái công việc của ông thầy đi bộ ấy, mà mình hay gọi là anh chàng đi bộ ấy, thì là nhẽ là mình cũng chẳng tham dự tí nào đâu. Nhưng mà khi mà đến nước này thì mình phải nói thêm trong ba điều nữa. Đây là ý kiến cá nhân của mình, nhưng mình nghĩ rằng là nó cũng rất là đúng đấy, chứ không phải là ý kiến cá nhân đâu. Mà mình khẳng định rằng nó là một cái gì đó có cả lịch sử, có cả khoa học, có cả yếu tố tâm linh ở trong đây. Thứ nhất thì chúng ta nhìn thấy rồi đấy, sau khi cái ông thầy đi bộ này, ông ấy đi ẩn tu lại, thì tự nhiên những người đi theo ông ấy được đặt tên là Kim Cang Bộ Pháp vân vân ấy. Xong bây giờ phút này là đi uống cà phê, đi bar, múa quạt luôn, múa quạt luôn, nhảy kinh lắm, teng teng teng, nhưng mà được cái nhảy đẹp, mình phải thú thật là nhảy đẹp, không khác khá bảnh đâu. Nhưng mà đứng ra mọi người thì lại cứ thấy mọi người nhìn vào cái chuyện đó để đánh giá ông đấy, thì mình khẳng định quý vị là đối với mình chuyện đấy không bình thường. Nhà sư thì nhảy, tập thể dục, vân vân, không ai cấm cả. Đấy, còn cái việc ông uống rượu, ông đi bar, uống bia hay không thì mình không biết, tại vì nó không có hình ảnh đấy, cho nên chúng ta cũng đừng nhìn vào cái đấy để đánh giá. Nếu mà chúng ta nhìn và đánh giá sự việc như vậy thì chúng ta thấy chúng ta rất là tầm thường và chúng ta sẽ bị ma mị theo những cái khác. Ở đây chúng ta phải lên án này. Chúng ta phải lên án những cái đám YouTuber, TikToker mà xuyên tạc sự thực, tô vẽ tô điểm lên để làm gì? Để mà câu like câu view, để cho những người không hiểu biết, những người người ta có cuộc sống bình dị, có cuộc sống bình thường, người ta bị tin vào điều đó và người ta có một cái cách cư xử đối với ông thầy đi bộ này một cách nói chung là nó không đúng, nó hơi sùng bái hóa quá và nó không đúng sự thực, tại vì họ không hiểu biết. Ở đây này, sau khi mà VTV đã đưa rồi ấy, thì bọn chúng lợi dụng những cái thành phần chống phá, lợi dụng vào cái hình ảnh đó để mà nói là tuyên truyền, để nói là cắt ghép vân vân. Đấy là một cái hình thức mà những cái thành phần chống phá hay thành phần chống đối là không bao giờ chúng nó có cái niềm tin cả. Và chúng nó luôn luôn vậy thì chúng ta không có gì chúng ta phải bàn cả. Và một vấn đề nữa, và tại sao hôm nay Dương lại đứng đây Dương nói chuyện với quý vị, đó là cái ông thầy đi bộ này, anh chàng đi bộ này này, anh đã về nhà anh đấy sau 6 năm khi anh đi ra khỏi nhà, và anh có những cái hành động mà mình khẳng định với quý vị là rất là buồn cười, giữ giới, không tự ý vào nhà, phải có người mời vào được vào, kể cả nhà mình thưa quý vị, kể cả cha mẹ đẻ của mình. Thì những cái chuyện đó thì đúng là mình thấy nó hơi trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam của chúng ta. Còn ok, trong cái vấn đề tôn giáo của họ mình không tham dự, nhưng ở đây mình nhìn ra một thứ và mình thấy quý vị lúc nào cũng là thánh sống là ABC, thì xin lỗi quý vị, quý vị sai hoàn toàn và quý vị chẳng hiểu gì bản chất. Đầu tiên ấy, quý vị lúc nào thánh sống là từ bỏ tất cả, là ABC, là chân tu, là vân vân. Nói thật quý vị chẳng hiểu biết cái gì cả. Khi mà chúng ta nói về từ buông bỏ thì chúng ta phải có cái gì thì chúng ta mới buông bỏ. Ở đây, sau khi hình ảnh thật sự mà cái anh chàng đi bộ này, anh ấy về nhà cha mẹ đẻ, và cũng như rất nhiều những cái thông tin sự thực đã được phơi bày là anh ta không phải là một trưởng phó phòng gì cả, địa chính gì cả, mà anh ta chỉ là một nhân viên bình thường như tiêu quy, thì rõ ràng ở trong một cái tỉnh như vậy thì cũng không có thể có giàu có được. Và nhìn ra cảnh của anh ấy hiện tại bây giờ ở trong gia đình anh ấy thì rõ ràng là không có giàu có. Và ở đây kể cả bạn bè anh ấy hay những người đã từng đi làm việc với anh ấy thì cũng nói rằng anh ấy chỉ là người bình thường thôi. Cho nên đừng bao giờ nói rằng là buông bỏ hay từ bỏ. Có cái gì đâu mà từ bỏ. Chẳng nhẽ là không nói là nghèo kiết xác mà lại từ bỏ. Có gì để mà bỏ. Cho nên cái sai hết. Và khi mà tại sao ấy, mọi người trên cái thế giới này từ trước đến nay ấy, mọi người rất là yêu quý và rất là kính trọng cũng như bái phục Phật Thích Ca Mâu Ni, là vì bản thân ấy, Phật Thích Ca Mâu Ni đã là một thái tử sống trong một cuộc sống vương gia vọng tộc, được chưa, rất giàu có, cũng nghĩa là cái gì trên đời này ông cũng có hết, và ông ấy sẵn sàng từ bỏ hết cái đấy để ông ấy đi tu tập, ông đi tìm con đường sống của ông, hiểu chưa? Thì rõ ràng đấy thì người ta tôn trọng điều đấy, có nghĩa là anh đang sống ở một cái đỉnh cao, anh thật sự là giàu có, anh thật sự là có tất cả,
nhưng anh sẵn sàng buông bỏ tất về vật chất, anh coi đó là tầm thường và ông đi tìm một cái chân thiện mỹ. Đấy, đấy thì tại sao được yêu quý nó như vậy? Đây thì anh chàng đi bộ anh có cái gì? Bản chất vẫn là bản chất. Chưa nói là đủ ABC, thất tình ABC. Có nghĩa tóm lại, Dương khẳng định với quý vị ở đây, Dương rất tôn trọng, vẫn quý luôn là khác. Quý ở đây điểm gì là quý cái tính kiên trì của cái gọi là anh chàng đi bộ này. Ít nhất là 6 năm anh đã từng thực hiện rất nhiều lần từ Bắc ra Nam, Nam ra Bắc. Đó là một cái tính kiên trì và đặc biệt đi từ lúc ban đầu và không bao giờ nhận tiền. Đúng, đấy là cái chúng ta phải ghi nhận. Và đặc biệt nữa, trong cái xã hội hiện tại bây giờ rất nhiều nhà sư, rất nhiều những người lợi dụng tâm linh để làm gì? Để mà kiếm tiền, để làm lợi cho bản thân. Cho nên là cái sự bức xúc của người dân, bức xúc của rất nhiều người trong cái xã hội này là có. Và khi nhìn vào cái anh chàng đi bộ, họ quý cái đức tính đó. Và bản thân Dương cũng vậy, rất yêu quý anh ta. Thế thôi. Và đặc biệt nữa, cũng rất nhiều những cái đang diễn ra trong xã hội chúng ta, ví dụ như những cái quan tham, tham nhũng, ABC v.v. Họ đã làm những điều cũng rất nhiều người dân, người ta cảm thấy bức xúc, cảm thấy bức xúc. Chính vì điều đó, khi mà đang trong cuộc đời này diễn ra có một con người như anh chàng đi bộ thì họ cảm thấy rằng có một gì đó, cái chân thiện mỹ nó trở về và mọi người rất là yêu quý anh ta. Ok, yêu quý nó khác sùng bái, khác tôn sùng. Và rất nhiều những con người kiểu như câu like, câu view, trong đó có những YouTuber lại xuyên tạc sự thực, đưa nói về quá khứ của anh chàng đi bộ này. Cho nên là nhiều người ở xa không biết, những người không hiểu cái anh này, cứ nghĩ rằng anh ta là một cái gì đó, sẵn sàng buông bỏ hết cái cuộc sống của anh ta. Và đặc biệt trong những lần phát biểu của anh ta trên không gian mạng, nó cũng sai lầm. Anh ta bảo là thử có tiền đi, quý vị cũng không cảm thấy hạnh phúc. Mình xin lỗi quý vị, đấy là một câu trả lời rất là ngớ ngẩn. Đúng, bất kỳ trong thành phần xã hội nào, nghèo, giàu, đại gia, tỷ phú, xinh đẹp, hoa hậu, tiến sư, tiến sĩ, vân vân, giáo sư thì cũng thế thôi. Cũng sẽ có lúc buồn, lúc vui, vân vân, vân vân. Đấy là cái sự thực để tôi nói chuyện với các bạn như vậy. Cho nên đấy là tất cả những cái gì mà ông ta cũng chỉ là con người bình thường trong tất cả con người. Nhưng đi theo vì những YouTuber, về những TikToker, về những trang mạng xã hội đã đẩy ông ta lên một cái mức độ nó phi thực tế. Và mọi người không hiểu rõ bản chất của Phật Thích Ca Mâu Ni là như thế nào. Là ông ta xuất nguồn gốc của ông ta như thế nào, ông ấy có một cuộc sống như thế nào trước khi ông ấy đi tập tu luyện để trở thành Phật sau 5 năm hay 6 năm gì đó. Chúng ta phải hình dung là ông ta là một thái tử, là một người rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Quý vị phải nhớ một điều như vậy. Chúng ta sống trong vương giả, chứ không phải là một cuộc sống của một người bình thường thì từ bỏ cái gì. Nếu mà trong cuộc sống hàng ngày bình thường như này, ai cũng có một cuộc sống bình thường như vậy, mà cuối cùng va vấp trong cuộc sống một tí, chỉ cần một tí phát là buông bỏ tất cả, thế thì xã hội thì cứ suốt đời nghèo à? Xã hội có nghĩa là tại sao cha mẹ chúng ta, ông bà chúng ta dạy là phải kiên trì, cố gắng và nỗ lực? Thì bây giờ cứ bắt đầu khó một tí, bắt đầu là buông bỏ tất này. Mà đặc biệt là chúng ta cũng không bao giờ suy nghĩ rằng kể cả đi ra ngoài đường các bạn có không lấy tiền, nhưng các bạn có xin cơm, cơm không thôi nha, thì các bạn thử hỏi cái người cho các bạn cơm, họ có phải dùng tiền mua không, hay có dùng mồ hôi nước mắt để họ mua không? Hả? Mà cứ bảo không tiền. Chứ chả nhẽ bây giờ chúng ta cổ suý một cái là cứ bắt đầu khó khăn từ bỏ tất cả. Tại vì bản chất là của anh chàng đi bộ là anh không có gì cả, anh chưa là ai cả mà anh từ bỏ. Và Dương khẳng định với quý vị, ở Việt Nam hiện tại bây giờ, nếu chúng ta có thể tốt sùng một ai đó thì chúng ta phải phân tích thật kỹ vào. Và Dương béo dám khẳng định, nếu còn sống hiện tại bây giờ, nếu nói bảo là ok, Phật sống, Thánh sống được so sánh chỉ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại sao là một người quyền lực nhất trong đất nước này, một người đang lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, một người đang lãnh đạo đất nước này có toàn quyền gần như quyết định, có thể làm được rất nhiều thứ để cho lợi cho bản thân mình, để kiếm được tiền, kiếm được nhiều tỷ đô la, làm lợi cho bản thân mình và gia đình mình, họ hàng nhà mình. Nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm được đấy không? Hay tất cả chỉ vì dân, vì nước? Đấy mới gọi là buông bỏ, đấy mới từ bỏ lòng tham, đấy mới từ bỏ tất cả những cái gì để mà vì cái chung, vì cái đại cuộc.
thì chúng ta mới tôn sùng quý vị ạ. Bây giờ quý vị tôn sùng một cái ông chả có cái gì, cuối cùng đấy chúng ta tôn trọng, chúng ta yêu quý, chúng ta nhìn hiện tượng đó, chúng ta vui vẻ, chúng ta nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Vì tại sao trong cuộc sống này vẫn có những anh chàng như vậy, có những người trẻ như vậy, ok, giống như những gì anh chàng đi bộ anh nói. Nhưng mà chúng ta đừng nghe những cái gì mà YouTuber hay TikToker nó xuyên tạc, nó đưa cái sự việc lên quá, hay là có những cái người KOL, hay kể cả có những người quan chức luôn, ra dở hơi rồi. Và chính bản thân cái anh chàng đi bộ anh cũng không bao giờ anh nhận anh cái điều đấy, và anh chỉ là đi tu tập thôi. Thế tại sao chúng ta cứ đẩy người ta lên một cái mức độ trong khi đó lúc nào ra đường mà. Cho nên chỉ cần nói rằng ở đây chúng ta phải nhìn nhận, phải thật sự đấy. Và chúng ta nhìn nhận rõ ràng là những người đi theo cái anh chàng đi bộ là chỉ có lợi dụng thôi. Bây giờ thấy đấy, Kim Cang Hộ Pháp thì bây giờ là suốt ngày là cà phê, quảng cáo xe máy, lên sàn nhảy múa, ok, đấy là cái chuyện bình thường, không vi phạm pháp luật, ông là công dân Việt Nam, ok. Nhưng là đừng có đưa họ lên thánh, đừng họ lên thầy, nó làm cho chúng ta trở lên tầm thường. Và hôm nay đấy là một cái điều mà Dương muốn nói chuyện, thì Dương lại thế thôi. Như ba mọi khi Dương đang ở đâu? Dương đang ở Sunset House Phú Quốc. Đây, thưa quý vị, một nơi đang kinh doanh, cũng chỉ là đang kinh doanh rồi, kinh doanh lưu trú. Nếu quý vị là có điều kiện vào Phú Quốc, hãy liên lạc với Dương Bèo. Hãy liên lạc với Dương Bèo, Zalo được liên lạc trước với Dương Bèo, để Dương Bèo có thể phục vụ quý vị. Và đặc biệt ở đây chúng ta cũng có rất nhiều những cái gọi là vui chơi giải trí. Nếu quý vị ấy thì vào cái link, hoặc là quý vị cái QR code ấy, từ đầu đến cuối quý vị thấy không, đó là trang web của cái Sunset House Phú Quốc. Xin chào và lại quý vị trong những bài nói chuyện tiếp theo. Đấy là lời tâm sự rất chân tình. Còn ông Kim Cang Đại Pháp ấy, ông ấy có mua quạt hay ông có nhảy sách như nào ấy, đối với Dương thì Dương không đánh giá. Nhưng mà Dương đánh giá vào cái vấn đề là gì, là những người khác ấy, những kẻ vì câu like câu view ấy, cứ tôn sùng xuyên tạc họ lên, mà đôi khi họ cũng chả muốn như vậy. Đấy, quý vị nên nhớ được. Và cuối cùng là cái hậu quả đó làm cho những cái người hiền lành tử tế ở xa không có thông tin, hiểu lầm hết vấn đề, hiểu sai sự việc, thế thôi. Còn những con người đó họ là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy chúng ta đều là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và chúng ta đều dưới cái luật pháp và hiến pháp của Việt Nam thôi. Thì chúng ta yêu quý họ thôi, họ không làm gì vi phạm luật, chỉ là bình thường. Nhưng những kẻ lợi dụng chống phá này, lợi dụng có mục đích, gọi là lợi dụng để mà kiếm tiền ABC, thì chúng ta lên án mạnh mẽ điều đó. Và chúng ta phải hiểu rõ bản chất của vấn đề, từ bị buông bỏ trong vấn đề luật pháp, chứ không phải là chúng ta buông bỏ thế chẳng xua suốt ngày xui bỏ cha bỏ mẹ à, không được. Chúng ta phải nhớ rằng trong xã hội, đặc biệt là ở nền văn hóa của Việt Nam, chúng ta phương Đông, đạo ông bà đặc biệt ở Việt Nam, chúng ta lên như vậy. Còn nếu mà chúng ta có cái gì trong cuộc sống này, chúng ta cố gắng tìm cách tháo gỡ, chứ không phải là cứ khó phát là chúng ta mất hết cả xã hội, là thế thì chết. Xin chào và lại.